chờ là Vietmap đã có những cái sản phẩm như là cam hành trình hoặc là màn hình Android mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Đó là để học hỏi thêm những cái tính năng mới á, và để tìm hiểu các cái sản phẩm mới để tiếp cận đến khách hàng dễ dàng hơn nha. Dạ, cảm với bữa đào tạo hôm nay thì cũng biết thêm nhiều kiến thức về anh robot màn hình. Mình đến với cái buổi ngày hôm nay thì mình mong muốn là mình sẽ biết được thêm kiến thức về các sản phẩm của Vietmap, cũng như là mình được giao lưu học hỏi thêm với các anh em trong ngành. Để là chào đến toàn thể sự đối tác đã có mặt tại chương trình của con và đội ngũ Vietmap trong ngày hôm nay. Thì thật sự hôm nay đến đây em mong là em sẽ biết thêm được nhiều công dụng và chức năng của sản phẩm, và thêm nhiều thứ để khi mà khách hàng hỏi em không cần gọi lên Vietmap mà em vẫn có thể trả lời cho khách hàng. Hôm nay mình rất là kỳ vọng là sẽ có một cái kiến thức nhiều hơn để mình có thể là biết rõ hơn về sản phẩm Vietmap cũng như là cách bán hàng của Vietmap để mang cái sản phẩm chất lượng đến với khách hàng nhiều hơn. Vui khi mà em được gặp gỡ các anh chị từ đại lý khác ở đây, thì em mong là lần tới tiếp theo khi mà Vietmap có tổ chức một workshop nữa thì em vẫn có thể tham gia để có thể đồng hành cùng tất cả mọi người. Cảm nhận của mình sau khi tham gia cái chương trình đào tạo workshop này, thứ nhất là mình sẽ được renew lại rất là nhiều kiến thức, cập nhật được những cái ứng dụng, những cái kiến thức mới mà sản phẩm công nghệ thì cập nhật liên tục, nên là mình sẽ cảm giác là mình thấy rất là tự tin hơn rất là nhiều. Cái buổi workshop đào tạo của Vietmap hôm nay là kỳ vọng là 90%. Dạ, rất là tốt, rất là tuyệt vời. Nói chung là hôm nay mình rất là vui để được tham dự cái buổi đào tạo hôm nay. Thì mình cảm nhận là mình sẽ được thay cả 100%, là vì những cái kiến thức này rất là bổ ích để cho mình để phát triển cái lĩnh vực kinh doanh và cũng như là đưa sản phẩm đến khách hàng được nhiều hơn. Trong cái thực tế thì mình rất là ấn tượng bởi vì cái buổi workshop này, và ấn tượng hơn là về các chức năng với cái là các sản phẩm mới của Vietmap mang lại cho người tiêu dùng.